Chào mừng tất cả mọi người đến với Tom Moto Center Garatom, làm xe bằng cả trái tim. Em là Phương, là đại diện bán hàng của Garatom. Hôm nay bên em có về một số siêu phẩm. Em muốn giới thiệu cho tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng. Đầu tiên là chiếc New Beetle. Tuổi đời là 1974 nha, lớn hơn tuổi đời của em Phương luôn. Đây, bản này là bản đặc biệt nha, kỷ niệm về thăm quê bác. Mấy anh police ngày xưa đấy mọi người. Em đợi nha, để em để đây rồi bắt đầu em giới thiệu tiếp mọi người nha. Xe rất là đẹp nha mọi người, biển số mãi thần tài. Và kế tiếp đó, Rolls Royce Phantom 2010, quá đẹp cho một chiếc xe luôn mọi người, mới có 30.000 cây số à. Mọi người nhìn thấy này, từ si này, inlock này, logo này được chủ nhân rất kỹ, mạ vàng. Cái này không bằng cái xe SH đó mọi người. Dạ. Tiếp theo đây là C3 AMG, hàng hiếm thay thành nha mọi người. Màu trắng đã được Garatom Warp thành màu xám xi măng nha mọi người. Màu trắng, nội thất đỏ. Xe mới đi được 9.000 cây mọi người. Nè, em lột chế ra cho mọi người xem. Yeah, đẹp không mọi người? Quá đẹp luôn mọi người. Và đây, BMW 530 E Luxury mọi người. Bản này là bản Luxury nha mọi người. Adaptive LED, đi sáng lắm mọi người ơi. Màu xanh nội thất da bò nha mọi người. Xe xuất sắc luôn nha mọi người. Và đây, Jeep Wrangler Unlimited 2021, xe mới đi được 4.600 mọi người. Vẫn còn bảo hai nhà hãng, hãng Jeep là 100.000 km 3 năm nha mọi người. Về tôm em bảo hành trọn đời luôn. Đây, Lucid RX350 bản L, màu rất là đẹp nha mọi người. Bản này là bản 7 chỗ nha mọi người, không phải bản 5 chỗ đâu. Sản xuất 2021 mới đi được 2.500 km thôi mọi người. Màu vàng cát, nội thất da bò nha mọi người. Đây, kế bên em là chiếc Range Rover Evoque 2015. Xe mới chạy được 19.000 mai mọi người. Màu trắng, nội thất màu đen. Xe xuất sắc nha mọi người. Sau Evoque là Range Rover Sport, bản nâng gầm, tủ lạnh. Hãng giờ con này chắc cũng phải tầm 7 tỷ mấy á mọi người. Em bán bằng 1/3 giá. Mọi người chắc ra ngoài đường chắc ít nhìn thấy con em này này. Em này là Lucid RC350 F Sport. Mọi người thấy F Sport không? Em cho em nó F Sport luôn. Màu đen, nội thất màu đỏ nha mọi người. Em nổ máy cho. Đi phá làng, phá xóm mọi người. Có bô on up luôn nha mọi người. Có bô on up nha mọi người. Ốc cái này tắt.
F-Sport là màu đen nội thất đỏ nha mọi người. Quá đẹp luôn mọi người. Đó, em cởi áo em nói cho mọi người xem này. Yeah. Xe mới đi được 21.000 mọi người ơi. Mới quá mới luôn ạ. À. Xém thì em quên, chiếc E300 AMG. Xe mới đi được có 10.000 mai à. Quá mới luôn. Còn bảo hành hãng Mercedes tới cuối năm nay mọi người. Về bên em bảo hành trọn đời. Màu đen nội thất da bò mọi người. Mẹt ơ mà có loa Bunetter nữa nha mọi người. Rèm trời ơi nó đã gì đâu á. Đá cốp như mẹt S nha mọi người. Kế sau mẹt ơ là Porsche Cayenne 3.6 hút khí tự nhiên, màu sô-cô-la, nội thất màu kem. Đạp em này sướng lắm mọi người. Đây, hàng ngon bổ rẻ, em bảo hành trọn đời. 2020 Toyota Land Cruiser Prado, xe có tủ lạnh, bảo hành ở hãng 100.000 km mọi người. Về tôm em bảo hành trọn đời luôn. Kế tiếp là Audi Q7 2009, màu xám lông chuột, tuyệt vời luôn mọi người. S-Line, các ốp giết zin hết nha mọi người. Đức Sơn zin toàn bộ luôn. Hàng hiếm này mọi người. Porsche Panamera 4S 4 Executive. Bản này là bản chỉ thua thâu bò nha mọi người. Bản này là bản long dài nha mọi người. Xe mới đi được 19.000 cây mọi người. Đây, Audi A8 L 4.2 nha mọi người. Hút khí tự nhiên. Máy này là xài cho động cơ R8 nha mọi người. Xăng mà 30 mấy ngàn một lít. Mà đi em này đổ 2 triệu nó cũng chút xíu là nó hết à. Em đóng cái cabo lại xíu nha. Em đi qua bên đây. Mẹt V250 AMG Sienna của Đức nha mọi người. Không đùa với em nó được đâu. Màu xanh nội thất màu kem. Con này rẻ hơn hãng được khoảng tầm 1 tỷ rưỡi nha mọi người. Rẻ hơn xe mới được khoảng 1 tỷ rưỡi. Đi thì quá tuyệt vời rồi. Đây em lên đây em ngồi luôn. Đang mệt tự dưng ngồi đây cái đã lắm mọi người. Nhưng mà đi xa thì quá tuyệt vời. Cho những chuyến đi xa của cả gia đình. Em không nổ máy nên mồ hôi nó hơi nhiều. Mong mọi người thông cảm. Mercedes-Benz S400 đã lên full Maybach. Anh chủ này hơi ăn chơi xíu. Bỏ ra cây vàng đi mạ cái logo. Tất cả các xe thì đang có sẵn tại Tomoto Center Garatom làm xe bằng cả trái tim. Với phương châm bán hàng là lấy sự chân thật và lấy sự thành thật để hướng tới một chiếc xe chất lượng nhất. Bên Tom luôn cam kết xe không đâm đụng ngập nước. Ngoài những chế độ bảo hành của hãng thì bên Tom sẽ có những chế độ bảo hành 1 năm và không giới hạn km. Mong mọi người ủng hộ. Xin chào tất cả mọi người.